Quang Nhật kính chào quý vị đã đến với bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Kính thưa quý vị, và bây giờ là những tin nổi bật nhất. Cơ sở sản xuất của Toyota tái mở cửa hoạt động tại Pháp. Tây Ban Nha hủy bỏ lễ hội đua bò San Fermin Festival vì coronavirus. 73% tù nhân bị nhiễm virus COVID-19. Một số quy định sau khi hết cách ly xã hội tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị đến với phần tin chi tiết mở đầu bằng tin thế giới. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới là tin cơ sở sản xuất của Toyota tái mở cửa hoạt động tại Pháp. Cơ sở sản xuất của hãng xe Toyota vào ngày thứ Ba 21 tháng 4 đã tái mở cửa hoạt động tại Pháp sau gần 5 tuần lễ đóng cửa, kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát trên lãnh thổ Âu Châu. Nhà máy này tọa lạc tại thành phố Aulnay thuộc phía Bắc của nước Pháp. Chính sách nối lại các hoạt động sản xuất đã giúp cho Toyota trở thành hãng xe đầu tiên trên thế giới cho phép liên đoàn lao động quay về sở làm. Cơ sở lắp ráp ở tại Pháp suốt thời gian vừa qua đã cho ra đời dòng xe tiết kiệm Yaris, một trong những sản phẩm được nhiều người yêu thích của Toyota. Trong cuộc phỏng vấn cùng hãng thông tấn Reuters, hai hãng xe PSA và Renault cho biết họ đang cân nhắc việc tái mở cửa của các nhà máy sản xuất. Nhưng ngày trở lại chính thức đến hiện nay vẫn chưa được đưa ra. Nhằm để đối phó với đại dịch COVID-19, chính phủ Pháp sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa cho đến ngày 11 tháng 5, thậm chí còn lâu hơn. Và tiếp theo là tin Tây Ban Nha hủy bỏ lễ hội đua bò San Fermin Festival vì coronavirus. Lễ hội đua bò truyền thống kéo dài trong suốt 8 ngày, San Fermin Festival vốn được ấn định diễn ra vào tháng 7 tại Tây Ban Nha, đã bị hủy bỏ tại thành phố Pamplona vì những lo ngại xoay quanh đại dịch COVID-19, vốn do coronavirus gây ra. Và đây là lần đầu tiên sự kiện này bị hủy bỏ trong vòng 4 thập niên qua. Lần cuối cùng lễ hội San Fermin bị lãng quên là vào năm 1978, sau khi nổ ra tình trạng khủng hoảng chính trị ở Tây Ban Nha. Thông thường San Fermin Festival thường thu hút hàng trăm ngàn người tới tham dự. Năm nay, cả những cuộc diễn hành và tiệc tùng trên đường phố cũng đều bị hủy bỏ, dập tắt bầu không khí vui nhộn của mùa hè, đồng thời khiến cho nền kinh tế thất thoát lên đến hàng triệu euro. Nhìn chung trên toàn quốc, ở Tây Ban Nha đã có 204.000 người lây nhiễm coronavirus và 21.200 người đã qua đời. Quay sang một bản tin khác cho hay, người dân Iraq đổ xô đi mua hàng sau khi lệnh cấm được nới lỏng trong đại dịch COVID-19. Người dân cư ngụ tại thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày thứ Ba 21 tháng 4 đã đổ xô ra các chợ để mua hàng, điển hình như trung tâm bán sỉ Soar nổi tiếng sau gần một tháng cách ly trong nhà vì đại dịch COVID-19. Một số lệnh cấm và cách ly với xã hội đã được chính quyền nới lỏng ngay vào lễ vọng Ramadan, thánh lễ linh thiêng nhất trong lịch Hồi giáo. Một số cơ sở thương mại cần thiết đã được mở cửa và lệnh thiết quân luật nhằm theo dõi nhất cử nhất động của người dân cũng đã thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lo ngại về việc nới lỏng lệnh cấm vì điều này có thể làm gia tăng số người lây nhiễm coronavirus trong thời gian tới đây. Và tính đến tận thời điểm hiện tại thì đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 1.574 người lây nhiễm ở tại Iraq và 82 người trong số này đã tử vong. Tiếp theo là tin số người chết trong vụ xả súng tại tỉnh Nova Scotia của Canada tăng lên mức 19 người. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày thứ Ba 21 tháng 4 đã gửi lời chia buồn tới gia đình người đã khuất, vốn từng bị thiệt mạng trong màn xả súng đẫm máu tại tỉnh Nova Scotia của Canada. Số người chết trong vụ tấn công này đã gia tăng lên mức 19 người, trong đó bao gồm một cảnh sát viên và tay súng.
Đây được xem là vụ xả súng tồi tệ nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Canada. Do đang có nhiều người lâm vào tình trạng nguy kịch, nên số người bị thiệt mạng được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày tới đây. Dựa vào thông tin ghi nhận từ phía sở cảnh sát, thủ phạm đã cải trang thành cảnh sát khi tới tấn công thị trấn Boutapis, Truro, Milford và Enfield thuộc tỉnh Nova Scotia. Đương sự có tên là Gabriel Workman, 51 tuổi, động cơ của vụ án mạng vẫn đang được điều tra. Và tiếp theo là tin xe thử nghiệm coronavirus của Tổ chức Y tế Thế giới bị tấn công tại Myanmar. Kính thưa quý vị, một chiếc xe dùng để xét nghiệm coronavirus của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày thứ Ba 21 tháng 4 đã gặp nạn tại tiểu bang Rakhine thuộc mạng Tây của Myanmar sau khi nơi này xảy ra màn đấu súng khốc liệt giữa quân đội và các phe cánh nổi dậy, khiến cho viên tài xế tử vong. Và tính đến nay, vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công trong khu vực, nơi đang xảy ra màn đối đầu giữa quân đội và các chiến binh thuộc nhóm Ankara Army, vốn có chủ trương kêu gọi quyền độc lập khỏi chính phủ. Suốt vài ngày qua, thì tổ chức WHO đã kêu gọi các bên tham chiến buông bỏ vũ khí để cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Ngoài viên tài xế qua đời, còn có một nhân viên y tế khác bị thương tích khi xe xét nghiệm coronavirus đang lăn bánh qua thị trấn Minbira của Myanmar. Và một bản tin cũng từ khu vực châu Á cho biết, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un bị đồn đã qua đời. Suốt thời gian nắm giữ quyền lực, giới lãnh đạo Bắc Hàn chưa từng công bố ai sẽ là người kế vị nếu như Chủ tịch Bình Nhưỡng Kim Jong-un qua đời hoặc không đủ khả năng giải quyết công việc của quốc gia. Thông tin về vợ con của Kim Jong-un cũng thường được dự kín. Do đó thì các chuyên gia phân tích cho rằng người thích hợp và hội đủ điều kiện để lên kế nhiệm Kim Jong-un có thể là em gái của ông. Nhiều lời đồn đoán vào ngày 21 tháng 4 nói rằng Kim Jong-un đang lâm vào tình trạng nguy kịch sau ca giải phẫu tim mạch và có thể qua đời bất cứ lúc nào. Thân phụ của Kim Jong-un, tức là cố chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il, đã chết hồi năm 2011 sau cơn nhồi máu cơ tim. Ngoài người thân là chú và em gái, Kim Jong-un còn có 3 người con cùng vợ là Ri So-yu, đứa nhỏ nhất ra đời vào năm 2017. Em gái của Kim Jong-un, tức là Kim Yoo-yeon, trong 2 năm qua đã được anh trai bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng như phó lãnh đạo đảng lao động Bắc Hàn. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Quang Nhật sẽ trở lại ít phút sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài với phần tin Hoa Kỳ.